Một ngày bình thường của anh chị là sẽ bắt đầu như thế nào ạ? Một ngày anh chị thì là sáng đưa con đi học, vẫn còn hai đứa nhỏ. Vâng. Sang dọn hàng xong ăn sáng, hoặc là ăn sáng xong sang dọn hàng. Dọn hàng xong thì vợ bắt đầu lo toan ở việc dưới bếp, rau cỏ và nhập những hàng hóa ở chợ về để bán trong ngày. Còn mình thì loanh quanh chờ đón khách hoặc là xem tivi. Trước đây thì có bố vợ cũng làm chung, nhưng mà ông mới mất rồi, thế một mình cô ấy phải lo hết. Nếu mà đông khách thì mình làm cái chân gọi là trông xe, các cháu thì rảnh đứa nào thì chạy sang bên bưng bê, chứ nhà không có người giúp việc. Nhiều người cứ bảo chứ tại sao không thuê người giúp việc, thì mình cũng rất đơn giản thôi, tại vì nếu mà thuê người giúp việc nó sẽ mang một cái ý nghĩa khác. Tôi mở quán đây tất nhiên là vì cuộc sống, nhưng cũng không phải vì tiền là tất cả. Mà tôi mở quán đây là tôi mở để cho các con nó được lao động, nó được nhìn thấy sự vất vả của ba mẹ cùng cộng tác bưng bê và phục vụ khách, thì để nó yêu được cái lao động, để hiểu được cái giá trị của đồng tiền khi mình kiếm ra bằng cái lao động của chính bản thân mình. Từ ngày mở quán là không thuê một người nào, cứ người nhà làm với nhau. Người ta bảo sao đẻ lắm con, mà ừ thì đẻ lắm con sau này đỡ phải thuê giúp việc. Mình không cần biết sau này nó làm ông nọ bà kia gì, không biết nó giỏi đến đâu, nhưng quan trọng đầu tiên là phải học làm người đã. Em cũng hơi tò mò xem là ngày xưa anh chị đến với nhau như nào để có thể sản xuất ra được bốn quý cô quý cậu mà lại giỏi giang xinh đẹp thế. Câu này anh cũng không dám hỏi đâu. Chơi với anh Đạo bao lâu đấy, không bao giờ dám hỏi. Có cái gì đâu, thì cái duyên cái số thôi mà. Cô ấy là người rất xinh đẹp, diễn viên múa vừa mới tốt nghiệp ra trường về đoàn. Mình lúc đấy thì cũng là một thằng lãng tử, cũng chẳng có bị gì ràng buộc cả. Mình không thể nói là xung quanh người ta không có vệ tinh, và ngược lại mình cũng vậy thôi. Nhưng mà nó là cái duyên cái số, sau một lần đi mời quảng cáo thì tự nhiên vớ được. Trong vòng có vài ngày thì là mình hỏi đi chơi, đi vòng vòng. Lúc đấy còn chả có tiền, xe máy thì đạp mười mấy cái nó mới nổ cái Sukitan đời ở kia. Nói chung là được sự đồng ý ngay, và cứ chạy vòng vòng Hà Nội rồi chuyện trò thế thôi. 3 ngày đã quen nhau rồi, thời gian đi lòng vòng ấy bao lâu anh có thể đi lòng vòng khoảng 4 năm. Cũng phải đùa đâu, 4 năm thử thách này. Không, bọn mình còn thử như nước ngoài luôn. Có nghĩa là phải ở chung nhà với nhau mấy năm rồi, 3-4 năm rồi, và chia nhau từng cái đồng tiền cuối cùng để mà mua gói mì tôm, ăn nợ, ăn sổ nợ dài này. Em cũng không biết là cái khó khăn thực sự cái thời điểm đấy nó như thế nào. Ngay từ ngày xưa khi bắt đầu anh làm phim truyền hình ấy, đói thì đói nhưng không nhận phim giờ. Lan anh cứ bảo, vợ cứ bảo sao không nhận đi kiếm tiền giả nợ, chứ nợ nhiều quá rồi sợ chị không bán cho nữa, mà không cứ nợ đi. Phim hay mới làm. Chấp nhận là ăn nợ ăn chịu chứ không làm phim giờ. Có nghĩa là phim mà đọc kịch bản mà cảm thấy nó không ổn là không làm. Lúc đấy thì lại rất nhiều phim, nhưng mà phim đấy là phim cuối tuần thôi, chứ không phải là phim nhiều tập như bây giờ. Mãi về sau mới chốt lại Cảnh Sát Hình Sự là nhiều tập nhất thì lại khổ nhất. Chứ những phim kia thì có thể dăm 700 thôi, nhưng mà nó làm nhanh lắm, làm tuần, 2 tuần là xong một phim. Thôi thì cứ túc tắc, đồng nợ đồng vay vậy, thế là cứ túc tắc cho đến lúc mà có bầu 3 tháng thì ông bà trên quê bên ngoại mới bảo thôi cưới đi chứ không để nó to. Thì ý định của mình cũng không muốn cưới, là vì không phải không cưới là vì không yêu hoặc là vì không có trách nhiệm, mà để có tiền cưới cái gì, ăn còn ăn nợ vay làm sao mà có tiền. Thế thôi thì bảo là ông bà có tiền rồi, cầm trên Hòa Bình về cũng hơn 100 triệu. Thì cái nhà này mình đang ở bây giờ, ông bà đang ở ấy, trước đây ấy, thì là cũng hơn 100 triệu. Nhưng mà thôi ông bà cứ mua đâu cũng là mua nhà thì gán cho con. Con lấy 80 rồi con đi ra làm ăn. Ông bà ở nhà này, vợ chồng con đi thuê. Thế là tôi quyết định ông bà giữ lại vài 30 còn tiêu tiếp, còn để con tự. Thế là 80 đấy là vừa mở quán, vừa cưới vợ, rồi vừa mua tất cả các thứ để mà phục vụ quán. Và bắt đầu từ đấy đi lên. À không, 80 đấy còn mất 40 triệu tiền mua cái xe dép nữa. À đúng rồi, em nhớ là có khi xem rồi anh. 40 triệu mua cái xe dép, còn đâu 40 triệu là mang đi đầu tư và cưới vợ. Cưới vợ, và cho đến bây giờ thì bây giờ cũng vẫn trắng hai bàn tay thôi, làm gì có gì đâu. Không, anh có nhiều rồi, con anh đó là của cải của chúng mình. Cứ nói vui thế thôi, chứ bây giờ thì tôi nhìn bốn đứa nó quây quần muốn nghèo cũng không được. Thế thì bạn đầu là sinh năm bao nhiêu hả anh? Bạn đầu là mùng 6 tháng 1 năm 2000, tốt nghiệp sân khấu điện ảnh xong. Bạn thứ hai thì đang học lớp 12 Nhạc viện Hà Nội, học đàn tranh. Hai bạn theo nghệ thuật rồi. Bạn thứ ba thì học lớp 10. Dạ. Và bạn thứ tư thì đang học lớp 5. Với hai bạn đầu thì cái lựa chọn theo nghệ thuật có nhiều sự ảnh hưởng đến từ bố mẹ đúng không ạ? Anh có một cái tính là chỉ hướng, định hướng chứ không ép, không can thiệp. Bắt đầu trưởng thành hỏi con thích cái gì, và mình cũng nhìn thấy cái năng khiếu của nó, chứ ba mẹ sẽ hậu thuẫn đứng sau lưng, chứ không phải dắt tay chỉ được. Ông đâu bảo con thích sân khấu điện ảnh thi vào, cô thứ hai thích đàn tranh thi vào,
thích đàn gọi là dân tộc, vào nhạc viện thi vào. Đứa thứ ba thì chả thiết gì sẵn. Cũng chưa sướng được đâu, đại khái là vẫn còn phải lo. Đời có bao giờ sướng đâu anh ạ. Còn thở là vâng. Khổ lắm. Phấn đấu mãi mà vẫn cứ ở nhà tập thể này thôi. Thôi anh ơi, nó là kỷ niệm mà quan trọng nhất là cái hạnh phúc gia đình. Nói cho vui thôi là vì ngày xưa mình mua cái xe ô tô, mua cái Hyundai Veracruz thì bạn bè nó cứ bảo đổi cái xe sang sang mà đi, ai đi cái xe này. À, xe này là sang rồi. Đối với nó là phải Lexus, là phải Audi, là phải BMW, dành điệu các mình bảo không quan trọng. Quan trọng nhất là mình chở trên xe là mình chở cái gì. Vâng. Hoặc là cái nhà nó có to hay nhỏ nhưng mà ở trong đấy nó là cái gì, chứ đâu có phải nhà sang mà nhà rộng rãi mà nó lạnh lẽo nó không thích, mà xe thì cứ chi đi chở hết cái gì nọ nọ cái kia. Quan điểm của mình nó đơn giản lắm. Thế các con có đứa nào thích kinh doanh kiểu giống như mẹ mà sau tiếp? Hiện tại thì ông cả bà thứ hai cũng thích kinh doanh nhưng mà đại khái là nó chưa đến lúc. Ông anh thì tốt nghiệp xong thì bây giờ mở một cái cửa hàng gọi là giày dép rồi túi sách rồi quần áo hàng thùng. Ông ấy đi lựa từ sáng sớm hoặc là đêm ông đi lựa xong về ông treo ông bán đầy bên quán ấy, rồi mua máy khâu về rồi cắt xé rồi đấy, tự vá tự làm. Đấy. Cô thứ hai thì cũng rất có năng khiếu về vẽ rồi cũng thời trang lắm, múa nhảy đẹp lắm. Nhảy là theo gen của anh Nam đấy. Vâng. Hip hop kinh lắm. Phim rock rap là anh viết kịch bản đấy chứ. Thời bố mẹ em mà xem phim anh diễn anh quay là thấy các cô các bà thấy anh Nam nhảy là thích lắm. Mình lại quay ngược thời gian lại một tí thì tuổi thơ của anh Nam như thế nào? Tuổi thơ thì còn khó khăn hơn nhiều, cũng vất vả lắm. Tại vì ba mẹ Nam chia tay lúc đấy là có 2 tuổi thôi. Hồi đấy thì mình ở với ba thì đi hết các đơn vị này đến đơn vị kia theo ba, rồi xách cặp lồng đi lấy cơm đơn vị, cứ lần lượt như thế thôi, rồi hết đơn vị này đến đơn vị khác, hết chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, tại vì phải đi theo đơn vị mà, đơn vị đóng đâu thì phải đi đấy, rồi học hành. Chả cần nói thì mọi người cũng hiểu là một đứa con mà nó ngây dại mà nó thiếu tình cảm của người mẹ, cũng phải thiếu hụt của người cha nữa, tại vì cha còn phải đi làm rồi, chứ lớn lên trong một cái sự thiếu thốn, nói về tình cảm chứ còn chưa nói về vật chất lúc đấy thì ai cũng thiếu thốn, toàn dân thiếu thốn. Được như ngày hôm nay là có quý nhân phù trợ, chứ không thì cũng lầm đường lạc lối lâu rồi. Cũng chính vì những cái thời gian mà lang thang chợ búa rồi ga rồi bến xe bến tàu thì mình mới nhận ra cái gì đúng cái gì sai, cái gì nên theo và cái gì không nên theo. Nhất là khi bắt đầu đi bộ đội nữa thì là thôi bỏ hết những cái thói hư tật xấu, có nghĩa là khi mà lang thang bụi đời bắt buộc phải làm những cái việc không muốn làm nhưng mà phải để tồn tại. Anh không làm như thế thì anh sẽ chết đói, và anh không phồng mang trợn má lên thì anh sẽ bị bắt nạt. Thế cho nên anh bắt buộc anh phải tự gồng mình lên để sống và tự phải làm những cái gì để có cái miếng đút vào mồm. Khi mình hiểu ra được rồi thì mình sẽ phấn đấu sang một cái con đường khác. Đi bộ đội xong đi Nga rồi về bắt đầu vào học kịch và bắt đầu là bước vào điện ảnh. Đi lính 83, 86 ra quân, xong rồi 87 đi Nga, 89 về. Cũng chưa tu tỉnh lắm đâu, đánh thằng Tây nó cũng thập tử nhất sinh nó mới trục xuất về. Trục xuất về thì bắt đầu đi vào nhà hát kịch học, xin được vào học. Học xong rồi là đến gần tốt nghiệp thì viết một cái kịch bản nhờ cô giáo chủ nhiệm đọc, cô chả đọc, thấy chả xứng đáng làm cô giáo bỏ học luôn. Thế là làm phim, nó chuyển sang làm phim. Chứ nếu bán theo kịch có khi cũng khổ. Nhưng mà cái tính của mình là nó thích tự do, không thích bị ràng buộc. Cho nên có học xong thì cũng chẳng được vào đoàn nào đâu, vào rồi cũng bỏ. Anh có hay chia sẻ với Lan Anh không? Những cái câu chuyện về tuổi thơ của mình như nào? Quan hệ những cái bạn ngày đây, bạn đầu đường xó chợ, viết hết đấy mà. Và cái sự cảm thông mà hiểu nhau để có một cái người bạn đời là không đơn giản thôi. Chưa, đấy là chỉ biết thế thôi. Người ta cứ hỏi thế thôi, anh yêu chị là ở với nhau mấy năm thì yêu vào lúc nào, bắt đầu yêu từ khi nào. Đấy. Nhưng mà khi nó đủ rồi thì bắt đầu mới nhìn thấy cái hướng đường của nhau, nhìn thấy con người của nhau, bắt đầu mới tình yêu được. Nói như vậy 4 năm cũng đủ để anh chị cùng nhau trải qua thăng trầm. Thì đương nhiên nhiều thứ để gắn kết được với nhau. Đấy cũng là một người phụ nữ tuyệt vời đấy chứ ạ. Đương nhiên, tại vì lúc đấy anh khó khăn nhất mà. Nhà không có rồi, nhà thì coi như là chuyển sổ rồi, rồi đi thuê thôi. Thuê hết chỗ này đến thuê chỗ kia. Và đến bây giờ vẫn đi thuê. Cái quán bây giờ là thuê mà. Thuê 16 năm bên đấy rồi. Ý tưởng như vậy là xuất phát từ những cái vòng xoay cứ lẩn quẩn trong một người nghệ sĩ đã lớn tuổi và bạn diễn cũng không còn nhiều. Rồi viết cho chị Lê Thủy đó. Dạ. Chị Lê Thủy không có. Chú ơi, có những lúc chú viết như vậy thì con hỏi chú nha. Chú có lúc nào mà chú nghĩ về những người bạn diễn của mình ở tuổi của mình dần dần lại
lại bỏ đi. Cái đó cũng là một ý tưởng, mà ý tưởng đó thì bác Viễn Châu cũng đã viết cho bà Thành Được hát rồi. Hát cái đoạn đó về khóc Hùng Cường, khóc Hữu Phước. Dạ. Thì bà Thành Được đã hát cái bài đó của bác Viễn Châu. Nhưng mà Quốc Thuận gợi ý vậy thì mới mong chú suy nghĩ thêm và, dạ, và viết thêm bài nữa. Không, đó là một ý. Còn một ý nữa là con muốn hỏi chú, chú cảm xúc có cái những lúc mà khi mà ngồi nghĩ lại về những người đồng nghiệp của mình, những người bạn diễn của mình bây giờ không còn nữa, thì những lúc đó thì chú có cảm xúc như thế nào? Mình thì cũng thương mình lớn tuổi hoặc là bệnh hoạn gì để mà giả từ cuộc đời này, thì cũng mình cũng thương cho người đó. Nhưng mà khi mình biết Phật pháp rồi, tới cái phút vô thường nào nó gọi rồi, gọi đến tên rồi, thì cái người đó ra đi coi như là thoát được cái kiếp mà trần ai của cái cõi ta bà này đó. Dạ. cái cõi này không có phải là chỗ để mình dừng chân ghé tạm thôi, thấy không? Rồi đến một lúc nào mình cũng phải về cái nơi mà mình đã xuất phát, nơi mình ra đi. Đi tức là về. Dạ. Cho nên mình cũng mừng cho mấy người nghệ sĩ quá cố đó đã thoát được cái khổ, cảnh khổ của trần ai. Dạ. Mình cũng buồn tại vì những cái kỷ niệm đối với những người mà đã diễn chung với mình thì tất cả cũng còn lại những kỷ niệm đẹp. Gần đây nhất đó là người bạn diễn mà đã tạo nên một cái thương hiệu, đó là Thanh Kim Huệ. Đúng rồi, Thanh Kim Huệ. Biết cổ thì ngay lúc đầu quân cho công ty Kim Trung là đã gặp nhau rồi. Cô chú có thể nhắc một số kỷ niệm của chú với cô Huệ được không chú? Tại vì nhắc tới Chí Tâm thì chắc có lẽ là khán giả khắp nơi đều mặc định rằng là đây là Lan và Điệp đó, đều nhắc đến một cái vở tuồng kinh điển. Đó thì với cô Huệ thì với đoàn Kim Trung thì ngày xưa thì lúc đó chú Điền với cô Huệ chưa cưới nhau. Yeah. Nhưng mà chú Điền rất là đeo, gọi là đeo đuổi. Đeo đuổi thôi, cô Thanh Kim Huệ dính khắn à. Dính khắn. Thì anh em thì cũng diễn chung với nhau, thì mỗi người có cái duyên nợ với người kia, cho nên mình không có thể nào mà mình, giống như kiểu không có gần gũi như là những cái người mà độc thân. Yeah. Như cô Thanh Kim Huệ là còn độc thân đi nữa, thì anh em thì có thể có sự gần gũi hơn, hoặc là có những trêu chọc như là Quốc Thuận Ngọc Lan chẳng hạn, thì chọc qua chọc lại. Nhưng ở đây thì cái khoảng trống của mình không có nhiều. Sáng thì chương trình tập tuồng, rồi Kim Trung 9 giờ tập tuồng cho tới 12 giờ. Yeah. Có xếp sân khấu bây giờ gọi là đại trưởng, đại trưởng tập vào bên em là hết những chỗ tập tuồng, rồi góp ý lẫn nhau. Chứ thật ra ngày xưa danh từ đạo diễn không có, chỉ có những người mà đóng vai đó trước đó, hoặc là đóng cặp như là giống như thời mà chú Chí Tâm về rồi Kim Trung là thế vai của chú Minh Dương. Yeah. Chú Minh Dương năm đó bị động viên đi quân dịch. Yeah. Cho nên chỗ trống đó chú Tâm về thế. Thì những người bạn diễn như chú Minh Phụng hay cô Lệ Thủy gì đó, chỗ này anh Dương diễn vậy đó, thì để cho mình nắm cái sườn, để mình biết cái đường dây để mà diễn với nhau. Yeah. Vậy thôi. Rồi xong rồi bữa trưa ăn cơm xong rồi sinh hoạt cá nhân tự do. Có khi chú còn trẻ thì mới với mấy em bạn thì xuống tắm sông, lội sông, rồi tối về ngủ trưa chút xíu. Yeah. Rồi tối lên màn diễn thôi. Rồi lúc đó là đã diễn Lan Nhà Điệp chưa chú? Lúc đó chưa, khoảng 73 mới là quay thâu Lan Nhà Điệp. Thâu bằng audio, thâu bằng. Yeah. Tiếng thôi chứ không có hình. Yeah. Không có hình. Nhưng mà nhờ có cái là chú Loan Thảo hay ở cái chỗ là thôi, chú mường tượng ra được cái cách diễn ở trong cái câu ca cũng như là cái thoại đó, cái thoại diễn như thế nào thì chú có góp ý. Như sau này á, người ta diễn không có ra ở cái chỗ là cô Huệ là cô Lan đó, không bao giờ kêu anh đối với anh Điệp, không bao giờ dám kêu tiếng Anh đó. Mà mỗi lần nhắc tới gần nói tiếng Anh thì cô lại ngượng, cô mới thay vào cái tiếng người ta. Chiều nay bây giờ ví dụ con đọc kịch bản của nó, chiều nay người ta đi hả? Chứ quên rằng có cái chấm chấm chấm, chiều nay sắp nói anh, nhưng mà không dám. Nói chiều nay người ta đi hả? Ồ, đoạn đó trời đứt ruột. Kịch bản để chiều nay người ta đi hả, thì sau này mấy em cứ đọc chiều nay người ta đi hả, thì cái cảm xúc nó không có liền với một cô gái nhà quê
nữa muốn kêu anh. Hay quá cái chứ đó. Tự nhiên mà tự nhiên kêu người ta liền thì không hay. Hay quá, hôm nay nhờ chú nói đoạn đó mới phát hiện ra. Dạ. Mới phát hiện ra thì chính như vậy. Giống như lúc mà Điệp xin lỗi Lan thì cô không dám xưng anh nữa, tại bây giờ đâu có còn xứng đáng với cái tình cảm của cô Lan nữa. Mà lúc đó phải nói là tôi không biết nói làm sao để cho Lan hiểu được lòng mình. Thấy không? Chứ không phải là anh nữa. Cái lời xin lỗi mà đâu có dám nói xưng anh với người ta. Rồi cái bây giờ con muốn hỏi thêm là cái tuồng là cái tuồng Lan và Điệp á chú là có diễn trên sân khấu mà không, chú chưa có sau này mới lặp lại. Gia Bảo đã tổ chức những cái buổi diễn cho Lan và Điệp. Dạ. Diễn được năm suất ở chú Tâm diễn với cô Huệ. Tâm cô Huệ tái họp trở lại sau 45 năm. Trời ơi. Sau 45 năm thì bà con thính giả tò mò muốn biết bây giờ Điệp với Lan hát có bằng ngày xưa hay không. Thì dĩ nhiên về audio thì không có thua, nhưng mà về hình ảnh thì bị già đi. Cho nên cũng bà con cũng thông cảm mà quên cái thời gian tuổi tác. Khán giả người ta được sống lại với cái tuổi thơ. Không cần đợi xuống cầu vòng cổ đâu. Nhưng là lâu có nghĩa là một cái câu bài bản thôi. Hãy mà cất lên là vỗ tay tôi đó. Nhưng là Long Nhật cái Minh nói anh làm cho em sống lại tuổi em thơ. Em khóc quá trời luôn. Em ngồi sau bước màn mà em khóc quá trời luôn. Sẽ hát xong phải xuống sân khấu ngồi coi tiếp tục. Mình Nhí ngồi trong cũng khóc luôn. Dạ mới nãy chú ngồi chú đàn mà chú